nguyện cùng Đức Giáo Hoàng, tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, khi ngắm nhìn bình minh ngày mới, con hân hoan vui mừng vì một sứ mạng mới đang đón chờ con. Cha mong mỏi con ở cùng Cha để mang Cha đến cho cả những anh chị em khác nữa. Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ? Chúa Giêsu là niềm an vui của con có cảm nhận được sự hiện diện của Ngài trong sâu thẳm trái tim của con không? Con hãy dành vài phút thinh lặng bên Giêsu, xin Ngài ban cho con niềm vui đích thực khi chung tay phục vụ tha nhân. Suốt cả ngày hôm nay, ước gì con luôn nhớ rằng giữ chay là buông bỏ những ích kỷ hẹp hòi để biết yêu mến tha nhân như Chúa yêu con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Lúc giữa ngày, con dành vài phút nghỉ ngơi bên Chúa. Đức Thánh Cha Francisco bảo ban chúng con về nhu cầu thành lập cộng đoàn. Hiện nay, ngày càng có nhiều người nghiêng theo các trào lưu tư tưởng, niềm tin về hạnh phúc mà không cần đến cộng đoàn, và thần học về sự thịnh vượng mà chẳng cần cam kết. Các trào lưu này cho chúng ta thấy một thách đố lớn của thời đại ngày nay. Đó là việc con người muốn thoát khỏi mối quan hệ cá vị và giao ước với Thiên Chúa, điều vốn là mối dây liên kết mọi người chúng ta với nhau. Những lời này của Đức Thánh Cha có gợi lên trong lòng con điều gì không? Con thấy mình được thôi thúc muốn thay đổi hay cải thiện điều gì chăng? Với thôi thúc này trong tim, con trở lại nhịp sống thường ngày. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Kết thúc ngày hôm nay, con tự hỏi mình đã sống như thế nào khi con cảm thấy Chúa dường như thật xa cách. Suy nghĩ này đã lặp đi lặp lại trong suốt ngày sống, trong những lần con lỗi phạm đến Chúa và anh chị em con. Con bước vào trong nội tâm của mình, và như những lần con để Chúa nói trong con nhận ra đâu là nơi con có thể tìm gặp Chúa, trong những người nghèo khó cũng như những người đang chịu đau khổ. Ngài vẫn luôn hiện diện nơi họ, dẫu cho con có thấy thật khó để hòa hợp với họ hay chẳng thể hiểu được những hoàn cảnh riêng của họ. Ôi lạy Chúa Giêsu rất đổi dịu dàng và hay thương xót, xin tha thứ cho con vì đã hoài nghi sự hiện diện của Ngài. Trước khi chìm vào giấc ngủ, con muốn dâng lên lời tạ ơn bởi Ngài luôn ban cho con cơ hội được tìm thấy Ngài mỗi ngày. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.